Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Trong suốt một năm qua, tôi đã hướng dẫn cho hàng nghìn người kiến tạo cho mình một kênh thu nhập thứ hai vô cùng tuyệt vời. Kênh thu nhập này bạn hoàn toàn có thể thiết lập được, chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet. Hàng ngày bạn sử dụng email chứ? Nếu bạn sử dụng email hàng ngày, thì đây là video dành cho bạn. Bởi vì tôi sẽ nói chuyện với bạn, làm việc với bạn qua email từng ngày và tôi hướng dẫn bạn một cách chi tiết từng bước một để làm thế nào để trong vòng 2 đến 3 tuần bạn thiết lập được cho mình một kênh thu nhập thứ hai, kênh thu nhập thứ hai. Và cái kênh thu nhập này bạn hoàn toàn có thể làm được ngoài giờ so với công việc hiện tại bạn đang làm. Bạn chỉ cần làm chính xác từng bước một tôi hướng dẫn qua email cho bạn. Còn nếu bạn chưa sử dụng email thì bạn hãy sử dụng email đi và đăng ký vào đường link bên cạnh. Tôi sẽ gửi cho bạn từng video một hướng dẫn cho bạn từng bước cách có thể làm thế nào để xây dựng cho mình một cái nguồn thu nhập thứ hai vô cùng tuyệt vời. Vâng, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại bạn trong email đầu tiên.